Đó là ngay từ trước khi xem phần này thì tôi đã thể hiện cái sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Nam Sĩ Tô và Bảo Nhân. Và xem xong thì và tiếp tục ngưỡng mộ nhiều hơn. Có lẽ điều động lại trong tôi bây giờ có một chút mơ hồ là bởi vì tôi rất là thích dòng phim hiện sinh của châu Âu. Và đây là một trong những bộ phim gợi nhắc điều đó trong tôi rất nhiều. Tôi thấy đây là một bộ phim rất đẹp, một bộ phim thể hiện được tính duy mỹ và trường phái lãng mạn đặc trưng của Nam Sĩ Tô và Bảo Nhân. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái dòng phim riêng biệt, tách mình ra khỏi trào lưu chung ở Việt Nam. Tính phương thương mại vẫn có, nhưng mà tính cổ điển và đặc biệt là cái yếu tố cảm xúc cùng với tính logic, ba thứ rất khó đi chung với nhau lại hòa quyện trong bộ phim này. Và nếu như để kêu gọi mọi người tới thì tôi sẽ nói rằng là nếu mọi người chưa từng biết trào lưu lãng mạn trong điện ảnh là gì, hãy đến với bộ phim này. Đây là bộ phim làm được điều đó.